Hello mọi người, hôm nay mình sẽ làm cái mẫu dip này nha mọi người. Đó, marble dip cực kỳ đơn giản luôn. Thì trước khi vào chủ đề thì mình sẽ take off trước nha các bạn. Đó, thì đây cũng là một bộ dip mình làm cách đây một tháng nha các bạn. Đó, thì có nhiều bạn hỏi là làm design trên dip sao cho nó không tróc. Thì mình cũng chia sẻ nhiều rồi. Thì cũng có nhiều anh chị bảo là cũng làm theo cách như mình mà nó bị tróc thì mình không biết ha. Mình cũng không biết lý do tại sao anh chị làm tróc được, tại vì thực sự làm deep design nó rất là dễ nhá. Thì trước tiên là mình sẽ bao ha, mình sẽ vặn máy hết tốc độ và mình dùng cái đầu phá bột ha. Thì cái đầu này trên cái link Amazon mình á, ở nơi cái phần comment mình cũng có để cái link Amazon ha. Mọi người vào đó có thể mua được những cái món đồ này ha, máy dùa, máy hút bụi, đầu dũa, đồ kê tay, tất cả đều có trong cái link Amazon nha mọi người. Thì khi mọi người take off, mọi người chỉ cần vặn mạc tốc độ và chạy dọc xuống như vậy này, thế này ha, chạy mu di chuyển liên tục. Mình di chuyển đều tay thì khách nó sẽ không còn nóng. Và khi mà mình bao mỏng ra như vậy, mình ráp dưới bạc thì nó ra rất là nhanh nhé. Các bạn có thể thấy ha, mình bao 5 ngón chỉ tầm khoảng 1 phút thôi ha. Đó, mình bao 5 ngón chỉ tầm hơn 1 phút một xíu. Rồi xong mình ráp dưới bạc thì với cái cách này mọi người có thể take off dip trong vòng 5 phút là 5 đến 10 phút là xong ha. Thì mình bao nó mỏng đá như vậy, xong mình chỉ việc quấn dây bạc vào ha, ít dây bạc và acetone thôi. Thì cái cách mình làm design trên dip cũng mình luôn luôn chia sẻ là mình sẽ sơn một lớp bay gel ha. Một lớp bay gel nhớ nhé. Đó, trước khi mà mình chạy máy buffer xong xuôi thì mình chỉ việc sớm một lớp bay gel, còn việc còn lại là mình cứ design thoải mái lên thì nó sẽ lát nhé. Đó, thì cái tay này là mình làm cách đây cũng một tháng rồi ha. Thì trên cái live stream TikTok á, mình cũng có làm bộ này ha, ai xem rồi thì chắc cũng nhớ đó. Thì hôm nay mình sẽ lấy cái video trên cái live TikTok ở bên về làm video cho mọi người ha. Đó, thì mình chỉ việc ráp dây bạc, thì mình ráp cái bàn này xong á, mình sẽ chạy qua bao cái bàn bên kia. Thì sau khi mà mình ráp cái bàn bên kia xong á, thì cái bàn bên này nó cũng gần ra luôn ha. Thì đó, với cái cách này thì mọi người take off và làm dip bộ mới nó cực kỳ nhanh nhé. Đó, tiết kiệm thời gian cho mọi người. Nên là đơn giản ha. Thì hôm nay cái tay của khách này á, giá rất là nhiều nha các bạn. Thì mình chia sẻ cho bạn cách mà mình clean up một cái bàn tay cho sạch sẽ luôn ha. Thì trước tiên á, là mình sẽ bao cho nó ra những cái bột cũ trước ha, một cái đầu dùa phá bột bị lụt rồi mình xài nó để mình take off ha. Thì hôm nay thì có khách là muốn ngắn lại ha, thì thay vì mình dùng cái kê mình cắt cho nó mỏng ngắn lại thì mình dùng cái dũa xếp mình đi ngắn lại vẫn được nha các bạn nhé. Đó, thì cô khách này là giá rất là nhiều nha, thì mình làm dip những cô khách này thì mình phải xử lý giá trước. Mình mới dip thì nó mới ăn á, mình chạy cho đẩy cái rico lên nè, mình lên hết những giá trị xung quanh mỏng á. Và mình chuẩn bị sạch sẽ thì cái dip này mình làm ra nó mới sạch sẽ và nó đi được lâu nha các bạn ha. Thì làm một bộ dip không hề khó nha các bạn ha. Các bạn nhớ để ý xem video á, đừng có lướt nhanh quá nha, để ý xem cái cách thức mình làm. Đó. Rồi, thì sau khi mà mình take off bàn này xong, mình sẽ tiến hành dũa xếp cho nó ngắn lại ha. Các bạn có thể cắt ngắn cũng được, hoặc là mình thì mình có thể dũa nó ngắn lại bằng cái dũa xếp này ha, để mình tạo cái shape almond luôn ha. Thì đây là một cái loại almond ngắn nha các bạn ha. Đó, mình sẽ dũa hai bên vào này. Đó, xong mình bỏ lại cái đầu móng cho nó ngắn lại ha. Tại khách muốn ngắn lại nha các bạn, nhớ nhé. Mình dũa hai bên ôm vào ha, xong bắt đầu mình sẽ dũa tròn lại ha. Đó là cái móng nó sẽ ngắn lại nha mọi người, và nó sẽ ra một cái shape almond ngắn nhé. Các bạn thấy dài không? Đó, mình sẽ dũa ôm hai bên vào. Đó, xong bắt đầu dũa cho cái đầu nó ngắn đi một xíu nhé, xong sau đó mình bó lại, bó hai bên lại ha, cho hai bên nó ôm vào đều nhau là ok nhé các bạn. Đó, đấy là cách mà mình làm ngắn lại bằng cây dũa shape nhé. Bạn có thể dùng cây kem bấm các bạn cắt ngắn lại cũng được nhé. Còn đây thì mình tiền tay thì mình dùng cây dũa xếp mình đi cái xếp almond luôn. À, mình đi sao cho nó ngắn lại, cho nó đều nhau nha các bạn. À, thì nói chung là hôm nay của khách này là một cái mẫu fan tip almond ha.
Thì đối với những cái fan tip om mà bô ngắn á, thì mình sẽ có cái cách làm nó đơn giản hơn. Khi mà khách làm móng dài mình sẽ làm cách khác, nhưng để hôm nay có khách làm cái móng ngắn om mà có mó bô fan tip nữa thì mình sẽ làm cái cách kia, nó cũng cực kỳ đơn giản và nhanh ha. Ở đây cho những anh chị em nếu có lỡ gặp những cái mẫu như thế này thì có cách làm á. Rồi thì mình sẽ tiến hành chạy nhám nha các bạn. Mình chạy nhám 80-90% mặt móng trước nhé. Thì đây là cái đầu giấy chạy nhám ha. Các bạn nhớ vặn tốc độ chậm thôi ha, nhỏ nhất có thể, số 3, số 4 thôi. Đó, chạy nhám sơ qua như vậy nha. Rồi sau đó mình sẽ thay vào một cái đầu khác để mình đẩy Kiriko lên. Thì đầu Kiriko này mình có để trên clean Amazon nha các bạn. Đó, mình có để trên đó luôn. Thì cái đầu này á, nó giúp đẩy da cao lên và chạy hết những cái da chết bám xung quanh Kiriko. Thì cái đầu này là nó không có cắt chảy máu á, nên mình dễ dàng mình luồn vào trong những cái khỏe, những cái mép sâu. Đó, mình vừa chạy hết những cái da chết và mình vừa đẩy được cả Kiriko lên cao nữa ha. Các bạn có thể thấy không? Da cô này rất là nhiều ha, kiểu các bạn không có đẩy bằng cái máy này thì nó rất là khó để cho các bạn cắt da, đúng không? Mình sẽ đẩy ha, luồn vào xong bên mép á, cho nó sạch sạch cái khu vực mặt móng ha. Cái mặt móng nó phải sạch nhé các bạn, nó sạch da chết, nó tròn nữa các bạn ha. Cố gắng đẩy sao cho nó tròn nhé. Đó, đẩy da nó tròn và Kiriko cao lên thì mình sẽ tiến hành cắt nữa, là mình sẽ có một cái mặt móng rất là đẹp để mình làm nhé. Đó thì nói chung lắng có tay khách nào mà đẹp thì các bạn chủ yếu là mình phải cố gắng mình xử lý làm sao cho nó sạch là được nhé. Đó thì tay khi nào vậy ha, giá rất là nhiều và rất là dơ thì mình chịu khó mình cái bước chuẩn bị ha. Cái bước chuẩn bị này mình chịu khó làm kỹ một chút thì cái tay nó ra nó sẽ sạch sẽ mượt mát và nó sát vào Kiriko ha. Dip người cũng giống như đắp bột thôi ha, mình sẽ dip sát mỏng được. Rồi thì sau khi mà nó nhô lên Kiriko nhiều như vậy thì mình chỉ việc cắt những cái mà nó nhô lên ha, đó cho nó sạch, thấy không? Ừ. Sau khi mà mình đẩy giá xong thì rất dễ để mình cắt giá nha các bạn, thấy không? Mình chỉ cần để cây kem vào cắt những cái nơi mà nó giá nó nhiều thôi, đó. Cực kỳ đơn giản đúng không? Ừ. Cắt xong cái là cái tay nó sạch sẽ lên các bạn ha, đó. Thì nói chung là cái khâu chuẩn bị này mọi người phải chuẩn bị kỹ càng ha. Thì nếu mà các bạn nào mà có thời gian á, và khách nó chịu trả tiền thì các bạn có thể ngấm tay để cắt giá thì nó sẽ sạch hơn nha các bạn. Nhưng đều của khách này thì thường thường thì mình làm deep mình không còn ngấm tay ha, mình cắt giá miễn phí luôn. Ừ. Thì mình sẽ đẩy chạy máy lên và mình cắt giá sơ qua như vậy thì nó cũng sạch nha các bạn ha. Cắt giá khô, cái này gọi là cắt giá khô ha. Thì thường thường mình sẽ không có lấy tiền. Đó, mình cắt để cho mình có một cái mặt mỏng đẹp để mình làm cho nó mượt mát ha. Thì cái này nó cũng include trong cái giá mình làm dip rồi ha, nên mình không nhất thiết là mình phải lấy tiền khách làm gì. Từ khi nào mà khách ngấm tay vào nước á, thì mình sẽ lấy tiền ha, ngấm tay cắt sạch thì mình sẽ lấy thêm tiền. Cố gắng ha, cắt cho nó thiệt là sạch sẽ vào đó thì các bạn có thể thấy ha, có một cái mặt mỏng sạch sẽ đó. Cái mặt mỏng nó sạch như vậy thì mình làm dip nó sẽ last nhé và nó sẽ sát vào chân đó. Thì trước tiên mình sẽ đip một lớp base 50% nha các bạn, nhớ nhé, một lớp base. Thì cái base này mình xài của hiệu Nexgen và Chiso. Đó, tổng tiệm có hai loại lớp base ha, base Nexgen và base Chiso, base nào cũng được. Mình sẽ đip một lớp base 50% trước nhé. Đó. Thì cái lớp base này nó giúp cho cái móng nó không có bị chip, bị hở hoặc bị bể, bị gãy mọi người ha. Sau đó mình sẽ đip 70% bột nút ha, 70% trước. Thì khi nào cũng vậy ha, đip một lớp base 50% để cho cái đầu móng nó được chắc. Sau đó các bạn đip 70% cái lớp nút ha, lớp đầu tiên các bạn sẽ đip 70%. Cực kỳ đơn giản các bạn, không có gì khó hết, các bạn cứ làm theo cách thức y chang là các bạn sẽ ra cái móng y chang nhé. Rồi lớp thứ hai mình sẽ đi 100% nha các bạn nhé. Đó. Lớp màu thứ hai mình sẽ đi 100% và mình cũng đip bình thường thôi ha. Đó. Và nhớ ha, mình nếu mà mình có thể được thì mình sớm vào sát chân á, thì khi mà mình đip sát á thì mình vuốt kỹ nữa thì cái tay nó rất là sát, nó giống như là mình đắp bột vậy các bạn ha, thì cái tay nó đi được rất là lâu. Thì trong cái đip này á, mọi người nhớ ha, đip sát vào chân thì nó sẽ đẹp hơn đó. Lớp thứ hai này mình sẽ đi phun mỏng ha. Đó.
Rồi, thì lớp cuối cùng là mình sẽ đi phun bóng luôn nha các bạn. Thì thường thường là đối với những cái tay có khách ngắn như thế này á, và mình làm design nữa thì mình chỉ cần sơn một lớp base và ba lớp màu ha. Đơn giản vậy thôi. Thì tùy vào mỗi tay khách như các bạn ha. Có một số tay khách thì các bạn phải đi 4 5 lớp, và cũng có một số tay khách thì các bạn chỉ cần đi 3 lớp. Thì tùy vào tình trạng của mỗi cô khách và mỗi sở thích của khách nhu cầu ha. Nên mình không có một cái công thức nhất định. Thì hôm nay mình sẽ dip một lớp base và ba lớp màu nha mọi người. Đó thì có nhiều anh chị hỏi là dip bao nhiêu lớp cho đủ, thì làm nail này nó không có khó cái công thức chung nha mọi người. Tùy nhá. Các bạn có thể dip 3 lớp, 4 lớp, 5 lớp tùy vào cái độ dày của bột, tùy vào cái sở thích của khách hàng. Đó. Thì cái khách mà muốn dày hơn thì mình chỉ cần dip thêm vài lớp thôi thì nó sẽ dày lên ha. Còn mà bình thường thì mình cái tay này mình sẽ dip 3 lớp nha. Một lớp base và ba lớp màu. Đó. Sau khi mình đi ba lớp màu xong xuôi thì mình chỉ việc phủ cho sạch bụi ha. Đó, và mình bôi cái số 3 vào, activator vào nhé, cho nó khô. Thì trong thời gian đợi cái bàn này khô thì mình sẽ làm cái bàn bên kia nhé. Đó, mình làm bàn bên kia xong thì cái bàn bên này đã khô. Thì mình chỉ cần việc quay qua và dụ xếp và chạy máy là xong nhé. Cực kỳ đơn giản. Rồi thì sau khi mà cái tay nó khô rồi các bạn, thì mình chỉ việc tiến hành dũa xếp, dũa xếp và chạy máy để cho có một cái bộ tay đều thì mình mới tiến hành design ha. Thì làm omen này các bạn cố gắng dũa xếp đều nhé. Các bạn mà dũa không đều là nữa sơn sơn phèn rất là khó nhé. Các bạn dũa bắt đầu từ hai bên cái mép ôm vào ở giữa nhé. Đó. Xong sập cái đầu móng các bạn bó lại cho một đường tròn ha, bó lại theo hình đường tròn, cố gắng ha, dụa sao cho nó ra được cái ô mình nha, cho nó đều nhau nữa đó. À, các bạn cố gắng ha, dụa cho nó đều nhau nhé. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành chạy Kiriko ha. Cái đầu dũa xếp tì Kiriko này thì mình cũng có để trên cả link Amazon ở dưới phần comment ha. Mọi người vào và việc mua về xài thôi. Thì nói chung là mọi người chỉ việc cố gắng ha, dũa sao cho nó sạch. Cái đầu này thì mọi người chỉ việc like theo cả Kiriko thì nó sẽ sạch bột nha các bạn. Cố gắng tìm hiểu cách thức xài cái đầu dũa này ha. Đầu dũa này xài rất là tốt. Mọi người cố gắng ha. Đó, mình sẽ bó cua ha, bó cho nó tròn theo Kiriko. Đó. Và mình lai cái đầu dũa theo cái Kiriko thì nó sẽ sạch bột nha các bạn ha. Thấy không? Mình dũa Kiriko chưa tới 1 phút nữa ha. Đó, đẩy vào vài chục second thôi là xong 5 ngón nhé. Sau đó mình sẽ thay vào cái đầu medium, mình đi mặt mỏng sơ lại ha. Không có đi nhiều nha các bạn. Mình chỉ đi khu vực Kiriko cho nó mỏng thôi ha. Đó. Mình sẽ không có đi mặt mỏng và đầu mỏng nhiều nha các bạn, tại vì cái bộ tay này mình đít mỏng rồi mà mình đi mặt mỏng nhiều thì nó sẽ mỏng và nó sẽ bị nứt nha. Nên cái đầu medium này á, mình chủ yếu tập trung là đi ở hai bên hông và khu vực trong Kiriko thôi đó, nhớ ha. Rồi thì sau khi mà mình đi hai bên hông và Kiriko mỏng rồi á, thì mình sẽ thay vào cái đầu giấy ha. Đó là cái đầu cuối cùng mình đi lại toàn bộ mặt mỏng cho nó thiệt là lãng và nó ôm cái mặt mỏng vào nha các bạn ha. Cái đầu giấy là khi nào vậy ha? Khi mà mình làm dip á, thì mình thường đi final bằng cái đầu giấy cho nó thiệt là ôm cái mỏng vào ha. Đó, cái đầu giấy này là đầu giấy medium nha các bạn. Đó, mình hoặc medium đều được đó, các bạn đi cho mặt mỏng là thiệt là lãng, đi hai bên hông và Kiriko cho nó thiện mỏng và ôm vào thì cái tay nó sẽ đẹp hơn nha các bạn ha. Khi nào cũng vậy ha, khi nào mình làm dip mình cũng sẽ đi final bằng một cái step này nhé.
cho cái mỏng là thiệt là mướt. Thì khi sau khi mà có một cái tay mượt mà trong suối rồi thì mình sẽ tiến hành là design nhé. Rồi thì đầu tiên á, mình sẽ sơn một lớp base như mọi khi ha. Khi mà mình làm dip thì mình chạy máy buffer xong á, mình chạy máy sạch sẽ buffer xong á thì mình sẽ sơn một lớp base nhé, một lớp base gel ha. Cái lớp base này các bạn hãy sơn gel nó chấn lấy tay mỏng thiệt á, các bạn sơn một lớp base gel giùm mình nhé, sơn một lớp base gel và hơ đen 60 giây ha. Các bạn chỉ việc sơn một lớp base gel và hơ đèn 60 giây giùm mình nhé. Rồi thì sau đó mình sẽ tiến hành vẽ phén như các bạn ha. Thì mình sẽ vẽ vẽ cái phén tip vừa phải ha, không quá dài ha, tại vì mỏng này nó cũng ngắn các bạn. Đó, mình vẽ cái phén tip trước nha. Đó, mình vẽ cho nó ra cái phén tip trước, sau đó mình không có hở đen nha các bạn, nhớ nha, không có hở đen nha, vẽ một cái phén tip trước. Vẽ sao cho nó thiệt là cong vào đó. Mình sẽ vẽ vài ngón tương xứng thôi nha các bạn, tại vì mình cũng không có muốn video này quá dài đâu, nên mình sẽ vẽ 3 ngón nhé, 3 ngón để cho video này nó không quá mất thời gian nữa các bạn, tại vì cách thức nó cũng tương tự thôi. Đó, cố gắng vẽ cái phen sao cho nó thiệt là đều đẹp đẹp ha. Sau đó mình lấy cái nước sơn màu brown nhạt hơn ha. Đó, mình vẽ phen bằng cái brown đậm, xong mình lấy cái brown nhạt hơn mình quay vào ha. Thì các bạn cũng có thể làm ngược lại ha, các bạn sơn một cái màu brown nhạt phen, xong các bạn lấy cái màu brown đậm các bạn đi lên cũng được ha. Thì cái cách hôm nay thì mình sẽ lấy một cái brown đậm và brown nhạt ha, màu bồ màu màu nâu nhạt và nâu đậm. Đó, mình quay lên thôi là nó sẽ ra cái mó bồ thiếp ha, cực kỳ đơn giản đúng không, nhân gọn đơn giản đó. Thì cái cách này dành cho mỏng ngắn nha các bạn, thì mỏng dài thì sẽ có cách khác nhé. Đó, tương tự ha, mình sẽ vẽ một cái lớp nâu đậm cho nó ra một cái phán tiếp trước nhé. Mình vẽ một cái smile cong trước, sau đó mình sẽ đồ lại nha các bạn ha. Đó, mình sẽ đồ lại. Đó. Rồi sau đó mình sẽ lấy một cái màu nâu nhạt ha. Mình lấy một cái, mình không có hở đen nhé, mình lấy một cái màu nâu nhạt này. À, mình lấy một màu nâu nhạt mình bỏ lên luôn. Đó, mình quay 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 vậy ha, mình cứ quẹo ngoằn ngoèo ngoằn ngoèo ngoằn ngoèo vậy á, thì nó sẽ ra cái hiệu ứng máu bô nha các bạn. Cực kỳ đơn giản đúng không? Đó, các bạn mà muốn thêm brow thì cứ lấy màu brow và các bạn quay vào thêm ha. Thì cái ngón này nó cũng tương tự như các bạn ha. Thì đấy là cái cách thức làm máu bô tip cực kỳ đơn giản đúng không? Mình sẽ vẽ một cái phán trước nhé. Sau đó mình sẽ lấy một màu nâu nhạt ha, mình quay lên ha. Đó, mình quay ngoan ngoèo đó. Quay tới quay lui sao cho nó ra cái màu bồ là ok nha các bạn ha. Thì nó sẽ ra cái mẫu màu bồ ha. Đơn giản đâu. Bây giờ các bạn muốn màu brown đậm nhiều hơn, các bạn chỉ việc lấy cái brown đậm ha, các bạn lấy cái brown đậm các bạn sơn ngược lại ha. Đó, thì nó sẽ có nhiều brown đậm hơn, cực kỳ đơn giản đúng không? Đó, thì nó sẽ ra ha, một cái marble.
Đó, đơn giản ha. Rồi, cuối sau đó thì mình chỉ việc sơn top coat ha. Cái top coat này mình cũng có để trên cái link Amazon nha các bạn. Đó. Mình sẽ sơn lại bằng một cái lớp top coat. Là mình hở đèn, là mình finish bộ nail hôm nay ha. Đó, làm cực kỳ đơn giản mà dễ ăn tiền đúng không? Fan tip marble thì đương nhiên mình sẽ lấy mất tiền một xíu. Và với cái cách thức này thì cái dip nó sẽ last được rất là lâu nha các bạn ha. Cái design nó không có bị tróc, không có bị gì hết nha. Cái quan trọng là các bạn phải sơn một lớp bay nha. Đó, rồi thì cái mẫu design hôm nay là kết thúc nha các bạn. Đó, các bạn có thể thấy không? Nếu mà mình xử lý da sạch sẽ, mình cắt da sạch, mình dip sát vào chân á, thì cái tay nó sẽ nhìn như là mình đắp bột vậy các bạn thấy không? Đó, nó rất là sạch sẽ và nó sát vào chân. Đó. Rồi thì thank you mọi người đã xem video hôm nay của mình ha. Hẹn mọi người vào một video kế tiếp nhé. Bye mọi người.